Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Anphat PC. Như các bạn đã biết thì tại Computex năm 2019 thì AMD họ đã công bố vi xử lý thế hệ mới nhất của họ là Ryzen thế hệ thứ 3. Và cụ thể hơn nữa thì vào tháng 7 tới đây chúng ta mới biết được giá bán cũng như là hiệu năng về những vi xử lý đó. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì những chiếc mainboard sử dụng chipset X570 nó đã có mặt ở trên thị trường rồi. Và cụ thể hơn nữa thì mình đang có ở đây chiếc X570 Aorus Master. Và nếu như anh em nào đang tò mò về chiếc mainboard này thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi trải nghiệm trên tay và đánh giá nhanh về em nó. Về mặt thiết kế thì X570 Aorus Master nó sẽ được thiết kế với kích thước là ATX để phù hợp với hầu hết những cây gaming ở thời điểm hiện tại. Các chi tiết góc cạnh ở trên bên thì được Gigabyte làm cực kỳ đẹp và hầm hố, và ngoài ra thì nó đã có sự thay đổi rất là nhiều hơn so với những bộ máy chủ trước đây của hãng. Và đặc biệt thì ở trên X570 Aorus Master nó còn to cũng như sôi thịt hơn rất là nhiều so với Z390 Aorus Master. Điểm đáng chú ý nhất đầu tiên phải kể đến đó chính là nó sẽ được trang bị một cái hệ thống tản nhiệt VRM cực kỳ lớn với rất là nhiều những cái lá nhôm để giải quyết được vấn đề nhiệt lượng khi mà các phê điện tỏa ra trong quá trình chiếc mainboard này hoạt động. Ngay ở bên dưới dàn VRM này thì các bạn sẽ có tổng cộng là 14 phê điện để có thể cung cấp được điện năng cũng như là hiệu năng cho những con CPU Ryzen thế hệ thứ 3000 như là con Ryzen 7 hay là con Ryzen 9. Một trong những điểm cải tiến lớn nhất ở trên những bộ máy chủ X570 đó chính là nó sẽ được trang bị thêm một cái quạt tản nhiệt ở phần chipset ở phía bán cầu nam, và ở trên X570 Aorus Master nó cũng không phải là ngoại lệ. Cũng giống như Z390 Aorus Master thì với X570 Aorus Master nó cũng được trang bị thêm thép gia cường ở các vị trí như là chân của khe RAM hay là các vị trí của chân PCIe. Điều này thì nó sẽ giúp cho chiếc mainboard của chúng ta sẽ trở nên sang trọng hơn. Và ngoài ra thì một trong những điểm cải tiến lớn nhất là với việc nó được trang bị những cái thép gia cường này, các bạn hoàn toàn thể lắp được những chiếc Vega hàng nặng vào mà không lo gặp phải cái hiện tượng là gãy chân PCIe. Các bạn sẽ có tổng cộng là 3 khe M2 sử dụng chuẩn giao thức kết nối mới nhất là PCIe 4.0. đây là một trong những chuẩn giao thức kết nối mới nhất ở thời điểm hiện tại, và nó sẽ cho cái tốc độ băng thông nhanh hơn rất là nhiều so với lại những cái chuẩn giao thức PCIe 3.0 trước kia. Và ngoài ra thì với cái chuẩn giao thức kết nối mới nhất này thì chúng ta sẽ có thêm ở trên những cái sản phẩm ví dụ như là SD và những dòng card đồ họa mới nhất của AMD, ví dụ như con 5700 hay là con 5700 XT. Và do X570 Aorus Master nó sẽ được sử dụng cái chuẩn socket là ARM4, vậy nên các bạn hoàn toàn có thể lắp được những chiếc CPU thế hệ thứ nhất cũng như thế hệ thứ hai của AMD vào, và nó có thể sử dụng một cách rất là bình thường. Tuy nhiên, đây là một trong những chiếc mainboard hàng cao cấp của Gigabyte, vậy nên thì cái việc mà các bạn lắp những con CPU ví dụ như con Ryzen 5 2600 vào ở trên chiếc mainboard này thì nó giống như cái việc mà các bạn sử dụng dao mổ trâu để có thể giết gà. Và ngoài ra thì ở trên chiếc mainboard này nó cũng được thừa hưởng những cái công nghệ cao cấp như là trên con Z390 Aorus Master, ví dụ như là tụ hóa âm thanh đỏ thường được thấy ở trên những cái âm ly cao cấp. Và ngoài ra thì nó cũng được sử dụng cái chuẩn giao thức Wi-Fi mới nhất là Wi-Fi 6. Và cuối cùng đó chính là về phần base plate, do được thừa hưởng một cái phần base plate cực kỳ là hầm hố, vậy nên thì cái trọng lượng của con X570 Aorus Master này nó sẽ nặng hơn rất là nhiều so với lại những chiếc mainboard thông thường. Còn về mặt hiệu năng thì ở thời điểm này chúng mình vẫn chưa có những con Ryzen thế hệ thứ 3 của AMD, vậy nên chúng mình sẽ không thể nào test được ở trên chiếc mainboard này. Vậy nên thì nếu như các bạn nào quan tâm thì trong thời gian sắp tới thì bọn mình sẽ có một cái video test cụ thể nó với lại con Ryzen thế hệ thứ 3 của AMD. Vậy là vừa rồi thì mình đã cùng với các bạn đi trên tay cũng như trải nghiệm nhanh về con X570 Aorus Master. Đây là một trong những chiếc mainboard thuộc hàng cao cấp của Gigabyte, và nó sẽ hướng tới những cái đối tượng người dùng sử dụng những con CPU như con Ryzen 7 3700 hay là con Ryzen 9 3950X, và nó sẽ hứa hẹn đem đến một cái hiệu năng phải nói là đáp ứng cực kỳ tốt cho những vi xử lý đó. Và ngoài ra thì về mức giá bán thì theo một số thông tin mình có tham khảo được các anh chị ở bên Gigabyte thì giá bán của chiếc mainboard này nó sẽ cao hơn một chút so với con Z390 Aorus Master. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc mainboard này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.